tổng vệ sinh. Cho nên em mua cái bịch bột này nè về, một lần mình dùng một bịch 250g em đổ hết vô đây luôn. Và em bấm em khởi động máy. Em khởi động máy, em giặt. Em khởi động máy một lần rồi. Và sau đó thì sau khi em mở ra thì trong cái máy giặt của em hả, nó đen 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 đen, nó đóng đầy hết trên này luôn, ghê quá. Cho nên bây giờ em phải cho nước vô một lần nữa để xả ra thì mấy chị coi kìa, ghê không? Đó, trong cái máy giặt của mình đó, cũng chết chưa, nó dơ chưa. Cho nên là em quay cái clip này để cho mấy chị nha, lâu lâu là mấy chị biết á, như cái máy giặt của mình đây, một năm hoặc là nửa năm thì mình nên mua một cái gói này. Cái gói này là của Nhật nha mấy chị ha. Thì đây nó rất là mạnh. Và Yogureo của Kaste Otosu nè, là mình bỏ vô trong này và mình khởi động như mình giặt một lần đồ vậy đó. Thì tất cả những cái kabi, kabi là những cái giống như cái mốc đen á, mốc đen lâu ngày đó, rồi những cái vi khuẩn dơ cặn bã nó đóng trên cái màn lưới máy giặt này, lòng máy giặt này nó sẽ rớt xuống lấy hết luôn đó. Mà em đây là lần đầu tiên em làm, lần đầu tiên em dùng cái loại này, thường em dùng loại khác, lần đầu tiên em dùng loại này. Mà sau khi mà bỏ cái này xong thì em mở cái máy giặt ra, những cái chất dơ đen hồi nãy em quay cho mấy chị á, nó đóng đầy hết, nó đóng đầy hết bên đây mà nhìn em cũng khiếp luôn. Cái đó mà em tưởng là con sâu con bọ gì đen á, em lấy tay em rờ rờ thử mà còn sợ, bốc lên chỗ nó đen 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 ghê quá. Cho nên là em mở khởi động thêm một lần nữa để em rửa lại một lần nữa cái lồng. Thấy không mấy chị coi, mà hồi mấy chị coi hồi nãy coi thấy đúng không, dơ này nè, ghê không.